Xưởng sản xuất máy thực phẩm Hoàng Quân xin kính chào quý khách. Trước mắt quý khách đây là một số dòng máy xay đa năng của bên chúng tôi, có công suất từ 370, 750, 900W và 1kg. Ngoài ra thì cũng có một số dòng máy xay nồi cao như thế này. Thì hôm nay chúng tôi sẽ làm demo giới thiệu qua về một cái máy xay, và chúng tôi đã có sẵn cái nguyên liệu ở đây gồm có là sả này, ớt, gừng và hành. Chúng tôi sẽ lựa chọn một cái dòng máy xay hay bán nhất cho mọi người, cho gia đình là 750W. Hôm nay chúng tôi sẽ làm như là một cái hỗn hợp dung dịch ấy. Thì sẽ gồm những cái nguyên liệu như thế này, và chúng tôi sẽ xay để cho mọi người cùng tham khảo. Có ớt, có gừng, có sả, có hành. Thì thường thường là các bên hay làm nước chấm để chấm ấy, thì họ hay làm như thế này. Thì tôi cứ xay luôn để cho mọi người tham khảo. Đấy. Chúng ta sẽ bật lên, mọi người chú ý quan sát ở bên trong này nhé. Đây là mới có vài giây thôi, nó đã đập như thế này rồi. Thì anh chị mà có cái nhu cầu xay nhiều hơn ý, thì cứ thế mà bật công tắc thôi. Trong cái quá trình xay, mọi người có thể là nếu khi mà nó đảo chưa được tốt lắm như thế này này, có thể là nghiêng cái nồi này, lắc lắc cái nồi đi cũng được, hoặc là mở ra, có thể mở ra cũng được. Mọi người muốn nhuyễn hơn thì có thể là bật lâu hơn, còn hiện tại là video demo chúng tôi sẽ hướng dẫn theo cái phương diện như thế này. Thì anh chị em có nhu cầu tìm hiểu về các cái dòng máy của bên mình đang sản xuất và phân phối trực tiếp ý, vui lòng liên hệ theo số điện thoại ở trên video hoặc vào website máythựcphẩmhoangquan.com. Xin cảm ơn mọi người, xin chào.